Xin chào các bạn nha, và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng một cái sản phẩm mà mình vừa về trong đợt hàng vừa qua. Đây là một cái loại dung dịch để mà tẩy rửa những cái vết bẩn, bám bẩn lâu ngày cũng như là vết bẩn mà nó cứng quá. Các bạn sử dụng những cái dung dịch như là xà bông hoặc là nước rửa chén của đó, các bạn chà hoặc là rửa nó không có ra, thì các bạn sử dụng cái sản phẩm này giúp mình. Cái sản phẩm này mình đã sử dụng khoảng 2 tuần rồi và mình thấy nó rất hiệu quả, và hiệu quả của nó thì diễn ra rất là nhanh, vì thế là sẽ đỡ tốn thời gian các bạn vệ sinh chuồng hơn. Thì cái sản phẩm này, cái dung dịch này các bạn, nó giống như là một cái loại thuốc tẩy, nhưng mà cái loại thuốc tẩy nhẹ thôi và dành cho các loại động vật nhỏ, ví dụ như là hamster, thỏ, bọ, hoặc là các bạn có thể vệ sinh chuồng của chó mèo luôn cũng được, tại vì cái này thì nó đảm bảo an toàn cho những động vật nhỏ. Thì những động vật lớn như là chó mèo thì các bạn vẫn có thể vệ sinh cái đế chuồng hoặc là những vị trí khác cũng rất là ok. Thì cái sản phẩm này là loại nhập khẩu cho nên là giá nó sẽ hơi cao. Nhưng mà một chai như thế là 100ml thì các bạn sử dụng rất là lâu, tại vì những cái vết bẩn đó không phải là mỗi lần các bạn vệ sinh chuồng là các bạn là nó đều có hết, mà nó có khoảng đâu đó là một tháng hoặc là hai tháng gì đó nó mới gọi là bám những cái vết bẩn đó. Vì thế là các bạn sử dụng một chai này rất là lâu, có thể là các bạn sử dụng được khoảng một năm luôn á. Và cái nắp bình của nó thì sẽ được tẩy rất là kỹ. Đây, bên trong của nó thì có một cái nắp nhựa trong nha các bạn, đó, một cái nắp nhựa trong nữa để mà bảo quản nó. Rồi, và đặc biệt đó là cái sản phẩm này nó sẽ đảm bảo an toàn cho da tay của bạn, cũng như là đảm bảo an toàn cho sức khỏe của những con chuột hamster hoặc là những con pet mà các bạn sử dụng qua cái dung dịch này để mà tẩy rửa vết bẩn nha. Còn nếu như mà các bạn kỹ nữa thì khi mà các bạn vệ sinh đó, các bạn có thể mua một cái bao tay y tế hoặc là một cặp bao tay y tế các bạn đeo vào thì nó sẽ ok hơn. Tại vì cái dung dịch này là nó giống như là một cái loại thuốc tẩy nhẹ, cho nên là cái mùi của nó sẽ không có mùi thơm, và cái mùi của nó sẽ hơi khó chịu một tí. Và các bạn có thể đeo bao tay hoặc là khẩu trang, thì cái đó tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà các bạn sử dụng tay không thì nó vẫn ok và không có ảnh hưởng đến da tay của bạn nha. Mình đã sử dụng qua khoảng 2 tuần rồi mà mình thấy rất là ok và hiệu quả luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra bên ngoài, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm này nha. Rồi các bạn, thì mình đang quay với các bạn mà ngoài trời nó bị mưa, cho nên là mình vô nhà tắm mình quay cho các bạn xem luôn. Tại vì cái này là vệ sinh chuồng cho nên là nó cũng cần tới nước đó các bạn, cho nên là mình vô nhà tắm quay cho các bạn xem luôn. Ánh sáng nó có thiếu một tí các bạn cũng thông cảm giúp mình nha, hiện tại ngoài trời mưa quá. Ở đây là cái sản phẩm dung dịch để mà vệ sinh những cái vết bẩn bám lâu ngày nha các bạn. Chai của nó là 100ml. Rồi thì bên ngoài của nó sẽ có một cái nắp để mà đậy cái đầu lại, và bên trong cái nắp thì nó sẽ có một cái nắp trong nữa. Cái nắp này thì nó hơi khó mở một tí, tại vì nó đậy cho kín các bạn, tại vì cái dung dịch này thì cái mùi của nó không có thơm như các bạn, mà nó hơi khó chịu một tí đó. Các bạn chuẩn bị một cái tăm, các bạn nạy cái nắp lên. Cái nắp này nó cũng nhỏ thôi các bạn. Hiện tại thì mình một tay cầm máy quay, một tay thực hành cho các bạn xem, cho nên là cái video của nó sẽ không được ok cho lắm nha các bạn. Đó, các bạn lấy cái tăm, các bạn nạy cái nắp nhỏ lên nha. Đó, các bạn sử dụng hai tay thì rất là dễ. Đó, nó sẽ rớt cái nắp nhỏ ra. Cái nắp nhỏ đó các bạn giữ lại nha, để sau khi các bạn sử dụng còn dư các bạn đậy lại bình thường. Thì các bạn nào kỹ nữa thì mua giúp mình một cái bao tay đeo vào thì nó sẽ ok hơn nha. Tại vì cái sản phẩm này cũng là một cái loại thuốc tẩy nhưng mà nhẹ thôi nha các bạn. Ở trên cái đầu của nó thì sẽ có một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ này sẽ giúp cho các bạn khi mà các bạn chút xuống nó sẽ nhỏ giọt. Đây, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Nó sẽ nhỏ giọt chứ nó không có trào ra nha, cho nên là các bạn yên tâm. Đó, nó nhỏ giọt như thế thì nó sẽ giúp cho các bạn nhỏ tới những cái vị trí mà các bạn muốn vệ sinh, nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà nó làm cái dạng đầu phun á thì nó sẽ phun ra rất là nhiều và nó sẽ không có hiệu quả, cho nên là nó làm cái đầu nhỏ giọt như thế thì nó sẽ ok hơn nha. Còn đây là cái đế chuồng hôm trước mình nuôi bia các bạn. Đây, hôm trước mình nuôi bia, những cái con bia mình không biết các bạn nuôi như thế nào, nhưng mà mình nuôi qua rất là nhiều đợt bia rồi và nó đi vệ sinh thì nó đều bám bẩn như thế này. Nó bám giống như là bám phèn nha các bạn. Đó, bám phèn của nước ở nhà xài á, đó, bám rất là chặt luôn nha các bạn. Mình phải dùng đến dao mà mình cạo ra mà nó cũng không sạch nha các bạn. Cạo riết rồi cái đế chuồng nó bị chạy rồi rất là xấu luôn. Vì thế là mình sẽ test qua cái sản phẩm này cho các bạn xem cái hiệu quả nó như thế nào. Đó, nó bám trắng trắng như thế này, rất là dơ. Và sử dụng xà bông và bằng chải thì sẽ không bao giờ mà kỳ ra nổi. Đặc biệt là các bạn nuôi bia á thì nó sẽ mấy con bia nó đi vệ sinh nó rất là dơ, bám bẩn như thế này.
Đó, các bạn nào nuôi bia thì có thể mua sản phẩm này về sử dụng thử nha. Đặc biệt là những cái gốc con bia nó đi vệ sinh rồi đó, thì các bạn sẽ nhỏ cái dung dịch này vào và để nó khoảng 15 phút để cho nó thấm cái dung dịch này nha. Và nó sẽ tẩy rửa vết bẩn cho các bạn rất là hiệu quả luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhỏ giọt cái dung dịch này vào những cái vị trí mà nó bám bẩn lâu ngày như các bạn. Đó, những cái vết bẩn này thì nói chung là các bạn lấy cái bàn chải, bàn chà cỡ nào nó cũng không ra. Tại vì nó đóng, nó bám rất là chặt. Mấy con bia này không biết là nó ăn uống sao hay là cái bộ phận tiêu hóa nó như thế nào mà nó đi vệ sinh rất là dơ. Ở mình nuôi mấy dòng bia luôn rồi, mấy đời bia luôn rồi, mà nó con nào nó cũng đi vệ sinh như thế này. Còn những con chuột nhỏ thì nó sẽ đỡ hơn, có thể là nó sẽ bám những cái vết bẩn nhẹ hơn. Đó. Và các bạn có thể sử dụng dung dịch này để mà tẩy rửa những cái vết bẩn của cái đế chuồng hoặc là lồng cho chó mèo luôn, vẫn ok. Đó. Và mình xin nhắc lại, đây là một cái loại dung dịch nó giống như là thuốc tẩy, cho nên á là nó sẽ không có cái mùi thơm, mà cái mùi nó sẽ hơi hăng một tí và có thể là sẽ gây khó chịu đó với nhiều bạn. Vì thế là các bạn kỹ thì các bạn đeo bao tai và đeo khẩu trang giúp mình thì nó sẽ ok hơn nha. Rồi, mình sẽ nhỏ giọt vào những cái vị trí mà nó bám bẩn như thế này nha, trắng trắng như thế này. Đó. Rồi mình sẽ để khoảng 15 phút, các bạn để đúng 15 phút cho mình đi. Thì cái dung dịch này nó sẽ bám, nó sẽ thấm vào cái vết bẩn, nó sẽ tẩy rửa cho các bạn. Và các bạn lấy giấy 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 khăn giấy bình thường của mình, nó các bạn vừa lau vừa kỳ thì nó sẽ ra hoàn toàn. Rồi các bạn rửa lại bằng xà phòng, nước rửa chén nó cũng được. Rồi các bạn rửa nước sạch lại khoảng một hai lần nha, thì nó sẽ đảm bảo ok hơn. Rồi mình sẽ test vào những vị trí này nha, rồi mình để 15 phút xem cái hiệu quả nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi, ok các bạn, thì mình để 10 phút nha các bạn. Tại vì hồi nãy có một đoạn video 5 phút nó bị hư các bạn, video cái máy mình quay nó bị lỗi. Cho nên là cộng vô 5 phút nữa là mình để đúng 15 phút cho các bạn luôn nha. Các bạn nên để đúng 15 phút đi thì cái hiệu quả nó sẽ ok hơn nha. Bây giờ mình sẽ lấy giấy mình lau khô cho các bạn xem nha. Rồi, và ở đây mình chuẩn bị một ít giấy khăn giấy khô nha các bạn. Giấy này bình thường thôi, nhà bạn nào cũng có mà đúng không? Rồi thì sau khi để 15 phút thì mình thấy những cái vết bẩn á, nó được những cái dung dịch nó tẩy rửa và những cái vết bẩn này nó đã mềm hẳn rồi nha các bạn. Nó đã mềm rồi. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần lấy cái giấy này các bạn lau cho nó khô, và vừa lau các bạn vừa kỳ nhẹ nhẹ một tí thôi là những cái vết bẩn này nó sẽ ra hết nha. Đây, mình sẽ test thử ở đây cho các bạn xem. Mình vừa quay với lại vừa thực hiện cho các bạn xem á, cho nên là cái khung hình nó sẽ không được ok cho lắm. Đó, các bạn vừa lau cái dung dịch đó và vừa kỳ như thế này, tại vì giấy nó sẽ có cái độ nhám, các bạn bạn kỳ nó sẽ ra đây đó, những cái vết bẩn đồ nó bám đồ, các bạn sử dụng dung dịch này và giấy giấy lau khô là như thế này thì nó sẽ ra hết nha các bạn, sẽ ra rất là sạch. Và các bạn không có cần dùng dao hoặc là kéo gì, các bạn cạo những cái vết bẩn ra hết thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái lớp nhựa của cái chuồng, nó sẽ gây xấu chuồng cho các bạn đó. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, nó ra những cái vết bẩn màu màu trắng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lau khô hết đi, và mình sẽ rửa lại bằng xà bông, và mình sẽ rửa lại bằng nước sạch khoảng một đến hai lần đi, rồi mình sẽ ra bên ngoài ánh sáng. Mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem hiệu quả nó sẽ như thế nào nha. Đây, chỗ này hồi nãy mình quay cho các bạn xem nó rất là dơ luôn. Tại vì mình đổ có nước vô á thì nó sẽ tạo cái độ bóng thì các bạn sẽ không thấy rõ đâu. Một tí mình rửa sạch hết đi, mình lau khô đàng hoàng, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Bạn sẽ thấy hiệu quả hơn. Rồi, và sau khi lau khô bằng giấy sơ qua thì mình thấy nó đã rất là sạch rồi. Nhưng mà các bạn sử dụng cho mình một cái chai Mỹ Hảo hoặc là nước nước rửa chén loại nào cũng được. Đó, các bạn rửa sơ qua cái chuồng này ha. Cho tại vì cái loại này là cái dung dịch loại tẩy rửa, cho nên là cái mùi của nó sẽ không
gọi là thơm hoặc là ấy cho lắm. Cho nên là các bạn rửa sơ qua cái nước rửa chén này giúp mình, và rửa lại 1 đến 2 lần nước sạch thì nó sẽ ok và hoàn hảo hơn nha các bạn. Rồi, và lúc nãy mình đã lấy cái khăn mình lau khô qua rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng giấy, mình sẽ lau lại cho nó thật sự khô hoàn toàn 100% để mà kiểm chứng cho các bạn xem á là những cái vết bẩn đó nó đã được tẩy rửa hoàn hảo hay là chưa nha các bạn. Tại vì nhiều khi mình lau mà nó còn ướt á thì các bạn nói mình là nó còn ướt cho nên là nó tạo độ bóng và các bạn khó thấy những cái vết bẩn đó hơn. Cho nên là bây giờ mình sẽ kiểm chứng cho các bạn bằng cách là mình lấy một cái miếng giấy, mình sẽ lau khô lại 100% và sẽ ra ngoài quay lại cho các bạn xem những vị trí hồi nãy là xem cái những cái vết bẩn đó nó còn bám ở trong cái đế chuồng này không nha. Đó, mình sẽ lau kỹ hết luôn nha các bạn. Rồi, và sau khi mình rửa và vệ sinh, rửa lại nhiều lần, lau khô sạch sẽ hết. Bây giờ mình sẽ ra ngoài sáng tí mình quay chi tiết cho các bạn xem những cái vị trí đó và những cái vết bẩn đó nó còn hay không nha các bạn. Đây, những cái góc như thế này mình đã sử dụng dung dịch đó để 15 phút và lấy giấy lau lại và rửa lại 1 2 lần nữa là nó sạch hoàn toàn nha. Không hẳn là hoàn toàn 100% tại vì có những cái chỗ nó dạng như là nó ở trên cái phần thành các bạn, cho nên là cái nước đó nó không có thấm vô được nhiều. Các bạn có thể rửa lại 1 lần nữa thì nó sẽ sạch hết 100% luôn đó, nhưng mà nó sạch khoảng 99% nha các bạn. Đây, như mình test thử trên cái đế này nó sạch 99% rồi đó, còn một cái đốm nhỏ thôi à. Đó, và thấy rất là hiệu quả luôn nha các bạn. Rồi, còn những cái phần mà nó bị chày á, là do lúc trước mình không không biết tới cái sản phẩm này á, cho nên là mình lấy dao mình cạo thì nó mới ra được chút đỉnh thôi, nhưng mà nó làm cái chuồng của mình nó bị chày xước đồ rất là nhiều và xấu. Còn bên góc này thì nó hầu như là hoàn toàn 100%, nó sạch sẽ luôn, sáng bóng luôn ha. Ở những cái góc này thì mấy con chuột có đi vệ sinh á thì nó sẽ thường bám bẩn nhiều hơn. Đây, góc bên này không còn một miếng luôn. Và cái dung dịch này á, thì các bạn lưu ý là không sử dụng cho chén ăn, bình nước, hoặc là những cái đồ vật mà có liên quan gì đến cái con chuột trong ăn uống đồ á thì các bạn không sử dụng nha. Sử dụng chỉ sử dụng riêng cho đế và những cái chi tiết khác ở trên lòng thì ok, và các bạn sử dụng sau 10 rửa lại xà phòng và nước sạch giúp mình thì là sẽ đảm bảo an toàn cho con chuột hoặc là con pet của nhà các bạn. Rồi, và các bạn cần mua cái sản phẩm vệ sinh chuồng này thì các bạn có thể ghé qua trang Shopee hoặc là web hoặc là liên hệ trực tiếp qua cái trang Facebook Đất Thú Cưng của mình nha. Đó, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn mua hàng và ship tận nhà cho các bạn luôn. Thì giá một cái chai dung dịch vệ sinh như thế này giá là 55k, thì một chai như thế là 100 ml, nhưng mà theo mình thấy thì các bạn sử dụng rất là lâu, tại vì những cái vết bẩn này á nó hình thành ra thì cũng có khoảng 1 đến 2 tháng thì nó mới có những cái vết bẩn này, hoặc là nhanh nhanh như lắm thì khoảng 1 tháng thì các bạn mới sử dụng đến cái chai này. Cho nên là các bạn mua một chai như thế thì các bạn sử dụng rất là lâu, mỗi lần các bạn sử dụng chỉ có vài giọt thôi nó đã hiệu quả rồi. Còn về cái hiệu quả của nó thì các bạn đã thấy rồi đó, chỉ trong vòng 15 phút thôi là những cái vết bẩn cứng đầu hoặc là những cái vết bẩn mà nó bám lâu ngày á thì nó sẽ ra hết hoàn toàn luôn và đảm bảo an toàn cho da tay của bạn cũng như là sức khỏe của mấy con chuột hoặc là những con pet của các bạn nữa đó. Thì giá là 55 ngàn, các bạn cần mua thì ghé qua Shopee hoặc là web hoặc là liên hệ trực tiếp qua Facebook Đất Thú Cưng của mình nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, và nếu như thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video về hamster cũng như là chia sẻ về hamster nữa cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.